Đang chạy ở xa lộ 65, hôm nay gặp chiếc xe VINFAST ha các bạn. Tình cờ thì hiện giờ là buổi chiều. In 2 miles, take exit 5A for Del Amo Boulevard toward Lakewood. Đây các bạn. Đây là chiếc VINFAST. Chiếc này là Plus là có ở trên Fashion Group, thì các bạn có thể thấy tình cờ quay qua thấy xe bên phải rất dễ nhận diện đến với các chữ V phía sau, thì các bạn có thể thấy ngang với chữ V phía sau. Nhưng mà đối với VINFAST thì các bạn